Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam. VinFast, Vingroup, Việt Nam trong những ngày gần đây đang là từ khóa cực hot được quan tâm trên các mạng xã hội quốc tế. Các bạn có biết tại sao lại như vậy không? Đó là bởi vì màn chào sân hoành tráng của hai mẫu xe điện VFE35 và VFE36 tại Los Angeles Auto Show 2021 vừa qua đấy. Sự xuất hiện của hai mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam tại thị trường Mỹ không chỉ thu hút sự quan tâm của người Mỹ mà cả cộng đồng mạng tại các quốc gia khác nữa. Đặc biệt, trong khu vực châu Á này, còn có cộng đồng mạng ở hai quốc gia luôn quan tâm sát sao tới từng động thái của Việt Nam. Và họ chắc chắn cũng không thể bỏ qua màn ra mắt xe điện đẹp mỹ mãn của hãng xe quốc dân của người Việt. Không cần nói, chắc các bạn cũng ngầm đoán ra được phải không nào? Đó chính là cộng đồng mạng Trung Quốc và Thái Lan. Nếu nói về chuyện xe điện, trong khu vực châu Á này, thì cả Trung Quốc và Thái Lan đều có thể được coi là những ông lớn. Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc hiện đang là thị trường xe điện lớn nhất châu Á. Còn Thái Lan thì từng được mệnh danh là Detroit của Đông Nam Á và tới nay vẫn ước mơ trở thành công xưởng xe điện ASEAN. Vậy thì, khi ngắm nhìn những mẫu xe điện đầu tiên của Việt Nam bước trên đường đua xe điện quốc tế, cộng đồng mạng Trung Quốc và Thái Lan đã bày tỏ thái độ và đánh giá thế nào? Chúng ta hãy cùng khám phá điều đó qua những bình luận của họ nhé! Trước hết, A sẽ đảo qua chuyên trang đăng tải video của ông hàng xóm khó ưa của chúng ta để xem họ nhận xét thế nào nha. Chà, như dự đoán, có không ít bình luận dìm hàng hãng xe quốc dân của Việt Nam mình đấy. Bất kỳ chiếc xe điện nào trên đường phố ở Trung Quốc đều tốt hơn chiếc xe này. Tôi không thích ô tô Việt Nam vì cả nước họ không thích ô tô Trung Quốc. Đừng để ô tô Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Nội thất đơn giản, kiểu cũ, ô tô Việt Nam thể nào cũng là khách hàng thân thiết của các tiệm sửa xe cho xem. Đừng mong có cơ hội nhập khẩu sang Trung Quốc và bán hàng triệu đô nhé. Người Trung Quốc chúng tôi không muốn mua ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, bên ngoài những bình luận mang tính bài xích ô tô VinFast vì đó là một thương hiệu của Việt Nam, thì cũng có rất nhiều phản hồi tích cực. Thậm chí còn cho rằng các ông lớn ô tô Trung Quốc nên học hỏi Việt Nam đi là vừa. Tôi thấy người dân Trung Quốc không cho rằng Việt Nam tốt, cũng giống như Hoa Kỳ không cho là chúng ta tốt. Nhưng nếu Việt Nam có tiến bộ như vậy thì phải công nhận, chúng ta hãy nhìn lại chúng ta. Việt Nam đã gần như đuổi kịp Trung Quốc chỉ trong vòng 5 năm. Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát triển bùng nổ trong vòng 2 đến 3 năm tới, tiếp đó là Hàn Quốc. Đừng coi thường Việt Nam, cải cách trong nhân dân rất triệt để. Chỉ có tư nhân và công ty tư nhân mới có cơ hội sản xuất ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới như thế. Nếu các công ty quốc doanh nhúng tay vào, sẽ chỉ làm lộn xộn và gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Việt Nam thực sự đã bắt đầu đi lên. Vâng, tôi tin rằng sau khi cơ sở hạ tầng được cải thiện, Việt Nam sẽ trở thành cường quốc của ô tô. Người Việt sẽ thích thú và tiêu tiền. Vài năm nữa, đường phố sẽ không còn xe máy mà toàn là ô tô. Ở mức giá dự đoán này, ngay cả các thương hiệu Trung Quốc cũng không thể cạnh tranh được, chứ chưa nói đến Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen. Công nghệ của Việt Nam vượt xa Trung Quốc và thị trường ô tô của Trung Quốc sẽ sớm suy giảm. 10 năm sau, ô tô Việt Nam sẽ vượt Trung Quốc, ngang tầm Nhật Bản, Hàn Quốc. Không tin thì cứ chờ xem. Thiết kế của xe đẹp hơn hầu hết các xe trong nước của chúng tôi. Đẹp hơn bất kỳ xe thương hiệu tư nhân nào ở Trung Quốc. Xe trong nước cũng chưa chắc khá hơn Việt Nam. Mua Abundance 2007 Crown Đài Loan có thể lái được hơn chục năm. Còn nhiều xe trong nước thì phế sau khi dùng từ 3 đến 5 năm. Vậy mà Việt Nam bảo hành 10 năm. Tôi phải nói rằng ngoại hình của nó khá đẹp và đáng để học hỏi. Tôi cảm thấy rằng tiêu chuẩn này khá tốt. Tại sao các công ty ô tô Trung Quốc không làm theo? Tăng trưởng doanh số bán ô tô hàng năm của Việt Nam ước tính đạt ít nhất 30% trở lên. Hóa ra, Việt Nam đã âm thầm trở thành một nước phát triển thế này rồi. Việt Nam rất hùng mạnh, chưa đầy 20 năm nữa có thể vượt Hàn Quốc về công nghệ và đuổi kịp Nhật Bản, Hoa Kỳ. Khách quan mà nói, khi ngoại hình đẹp, logo xe cũng xịn, nhìn đẹp hơn Chagan-Vi. Người Việt Nam yêu nước thực sự, chúng ta phải học hỏi họ. Vẻ ngoài của những chiếc xe này rất điềm tĩnh và khí chất. Đất nước Việt Nam đang phát triển nhanh, thật tuyệt vời. Bất kể tốt hay xấu, đây là quốc gia duy nhất có khát vọng lớn lao nhất trong 10 quốc gia Đông Nam Á.
Họ bị bao quanh bởi các nền văn minh khác tư tưởng là Ấn Độ và Á Đông Đông Nam Á. Nhưng ít nhất cũng đã dám sáng tạo ra thứ gì đó đáng nói và đáng cho một like. Phải thừa nhận một điều là Trung Quốc rất mạnh về xe, bởi vì hiện nay nước này là quốc gia có nhiều hãng ô tô nhất trên thế giới. Tuy nhiên, số lượng chưa chắc đã làm nên trò trống gì cả. Chính bởi vì không có chất lượng và sự sáng tạo, cộng đồng mạng Trung Quốc đã nhận xét nên xe điện Trung Quốc mới chưa nổi danh trên thị trường quốc tế. So với VinFast thì sao? VinFast khi tham gia triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 với hai mẫu xe hoàn toàn mới VF-E35 và VF-E36 đã gây xôn xao dư luận quốc tế ngay tức thì. Theo thông tin từ ban tổ chức chương trình, gian hàng VinFast tại triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 có diện tích hơn 800m², sử dụng gam màu tương đồng với nhận diện mới của thương hiệu. Thiết kế gian hàng mang đến hiệu ứng thị giác thú vị để làm nổi bật cho màn ra mắt xe toàn cầu của hai mẫu xe điện hoàn toàn mới. Chính vì màn chào sân hoành tráng đó mà ngay từ lần đầu ra mắt, hai mẫu xe điện VF-E35 và VF-E36 chúng ta đã nổi như cồn trên các trang mạng xã hội và báo chí truyền thông các nước phương Đông, phương Tây đều ồ ạt đưa tin về VinFast. Trong khi đó, cũng tại Los Angeles Auto Show 2021, tập đoàn năng lượng SPI và công ty ô tô Phoenix của Trung Quốc đã mang tới triển lãm chiếc bán tải Edison Futures EF1T, nhưng lại không nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của cả truyền thông Trung Quốc lẫn nước ngoài. Sự khác biệt là quá rõ ràng. Chính vì lẽ đó, không có gì lạ khi nhiều người Trung Quốc cho rằng các hãng xe của họ nên học tập VinFast. Đầu tiên là về thiết kế, làm sao phải cuốn hút trước đã. Sau đó là đầu tư vào những màn chào sân tuyệt đẹp như thế này để khiến cộng đồng quốc tế chú ý tới. Có được sự quan tâm của bạn bè quốc tế thì thương hiệu xe của chúng ta mới nổi lên và dần có chỗ đứng trên một thị trường nhiều cạnh tranh như Mỹ được chứ, phải không các bạn? Tạm thời chia tay cộng đồng mạng Trung Quốc, giờ chúng ta sẽ đến với đối thủ chuyên kiếp vẫn luôn cà khịa Việt Nam trên mọi mặt trận, từ bóng đá, gạo tới xe điện. Hãy cùng xem với lần ra mắt xe của VinFast tại Los Angeles Auto Show 2021, cộng đồng mạng Thái Lan còn cà khịa chúng ta nữa không nhé? Khá đấy! Thái hãy nhìn kỹ vào! Xe Thái thì khi nào mới được vậy? Còn kiếp sau thì sao? Tôi hy vọng Việt Nam sẽ thành công, vì trước đây ASEAN chưa có nước nào thành công trong lĩnh vực kinh doanh này, đồng hành với Việt Nam. Việt Nam đang làm giống như Trung Quốc và Hàn Quốc trước đây, bằng cách thu hút nhân tài nước ngoài để phát triển các ngành công nghệ cao, cho dù đó là kỹ sư thiết kế hay động cơ. Quốc gia của họ phát triển thật nhanh chóng, không giống như một số quốc gia cứ bị mắc kẹt ở cùng một nơi. Đẹp lắm, tương lai tươi sáng luôn bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Đẹp, sử dụng được, đặc biệt phần cuối rất đẹp. Thật đáng xấu hổ, xe của anh ta rất đẹp, còn Thái Lan thì chỉ là một tay súng được thuê. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chưa có một thương hiệu xe hơi nào của riêng mình. Thực sự tuyệt vời, thực sự ghen tị với anh ấy. Mình vui vì sự phát triển đất nước của các bạn, còn nhà mình thì mình nghĩ sẽ tiếp tục trồng rau thôi. Đẹp và hoàn hảo, Thái Lan thì không cần có thương hiệu. Chúng tôi chỉ đang ở trong một bộ phận bán hàng, sản xuất, lắp ráp, xuất khẩu. Đó là ưu tiên số 1. Mua Tesla cũng chưa chắc tốt hơn, giá cũng tương đương. Cảm ơn các bạn Thái Lan vì lần này đã ủng hộ Việt Nam hết mình với mục tiêu đưa Đông Nam Á vươn xa hơn, cao hơn trên thị trường quốc tế. Có thể chúng ta cạnh tranh nhau về rất nhiều lĩnh vực, nhưng đó là sự cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy nhau cùng phát triển, phải không các bạn? Xem những bình luận của cư dân mạng Trung Quốc và Thái Lan, các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với Ad nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và trò chuyện cùng Ad Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ad nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!